Chuẩn nha. Ủa sao vậy? Tài luôn nha. Con để nghe để mất kia không, vô đây 15 tuổi. Xuống xuống hết cái khóa chưa á? Xuống hết. Thế có ba mặt mà thấy quá trời phụ luôn. Bà nội chưa ra tay. Hồi hộp quá. Bà nội đứng lên. Dạ. Sao quá. Đó, cô dán đâu cô, vô. Anh kéo lên đi anh. Rồi, kéo lên. Kéo mạnh lên. Kéo cái này. Thế cô thấy rồi đơn cô thấy. Cô đẩy cô. Đó. Tay con cũng yếu lắm. Cái này nó đúng quá. Sao thì vậy với em? Đâu. Tới bà nội nè, tới bà nội rồi. Xuống rồi ba làm, mẹ làm cho ba đi. Không được, ngon mà nội cũng không được. Đó. Trưa vô khớp mà quá. Chắc không đúng được cái khớp của nó đó. Không nó hơi. Rồi mẹ nhét vô đi. Rồi mẹ nhét vô. Nhét vô tới dưới luôn. Nhét vô đi mẹ, nhét vô. Nhét trong chứ. Rồi mẹ nhét trong chứ. Sao ba thẳng vô ba? Đây. Đúng khớp rồi, thầy gắn nơi con làm đi. Đây, đây. Sao mà kiếm nhà sáng hơn nghèo. Vô khớp rồi mà, sáng rồi mà mẹ. Rồi sao không sát rồi mà sao không cứng dữ ta? Không phải bị chật mà. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời và ngước lên ba, ngước cái mặt lên đó. Được rồi mẹ không lên được hả? Khô, nó hơi khô rồi mẹ. Mình lấy đèn cày á, lấy sát đèn cày á mẹ. Mở ra luôn nữa ha. Rồi đó. Tay vô túi quần đó. Rồi giam thâm, giông thâm tử quá. Dạ, lâu. Hả? Anh xài. Hả? Lấy trái cây lên cho anh ăn. Giờ mình làm clip gì? Giờ không biết làm gì, giờ chắc lấy trái cây lên tỉnh ăn đi chứ giờ. Bưng vỏ trái cây. Vỏ trái cây không biết ở đâu thấy có vỏ ngon quá trời. Đang quay, mình chào ông bà cô bác đi. Hồi nãy đang quay luôn hả? Ừ. Chào hai anh em Khánh Nguyễn, Phong Nguyễn, chào ông bà cô bác luôn. Mới kêu vợ không bấm mà, kêu vợ em bấm mà sao không biết. Tao bất ngờ. Bất ngờ không? Này bất ngờ lố quá ông bà cô bác. Bữa nay có cái tình vui lắm. Nhưng mà bây giờ có hai người cô. Cô Thủy với cô bé đang nằm trên võng, đang nói chuyện vui lắm, cười quá trời luôn. Thì sẵn bây giờ mình đem trái cây lên thì có thông báo một cái phần quà. Này phần quà xong mình phần quà lớn luôn phải không, phần lớn của cô Sương. Anh thấy có thùng bự chào bá cho anh mà Sương. Anh luôn thùng bự nhưng mà quà của mình gia đình. Nhưng mà hồi kệ, báo cho hai cô mừng. Rồi, thôi mình nên chúc ông bà gì đi đó. Không, bây giờ Khánh cô biết nói gì hơn thì chúc bà cô bác lúc nào cũng mạnh khỏe hết. Thầy nãy đang đi cũng đây nói nhỏ nhỏ mà cô bác ơi. Thì qua đây thì cũng cảm ơn cô Sương đã gửi quà. Cô Sương bên Mỹ hôm bữa gửi về thùng trước đó. Nhớ rồi, đợt và Tết đó. Có cái đồ dài anh lấy đó. Nhớ rồi. Thôi thì trước nhất thì Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn cũng cảm ơn ông bà cô bác đã dành thời gian ủng hộ gia đình và xem những hoàn cảnh để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn mình ông bà cô bác Mạnh Quân nha. Thì bữa nay là có phần quà to lớn thì cũng giống như là những phần quà lúc trước là của những cô bác anh chị Hảo, rồi cô Tâm Độ, rồi bác Thọ, nói chung là rất là nhiều cô bác gửi gia đình. Thì Phong có thể thiếu sót thì ông bà cô bác cũng bỏ qua. Chứ đặc biệt có người chị của Phong nữa là chị Hương Phùng nữa. Chị Mỹ Chi nữa, chị Mỹ Chi gửi hộp điều lên nữa. Đúng rồi, chị Mỹ Chi nữa. Thôi đi, nhiều lắm. Để hai cô Hồng mới ngủ luôn ạ. Không, mình đi đi. Giờ là bây giờ lên tỉnh. Tay chân anh yếu để em giác cho. Trời, này có đầu giác chút không. Thôi mình đi. Đi. Đi trước đi. Ủa, thì anh này lên dựng dao đâu. Để lấy dao đây nè. Nè, lấy dao. Mình đi luôn ngoài đi. Đi ngoài đi để... Dao này chắc được ha. Em cầm vỗ trái cây, anh cầm con dao. Thấy ghê quá. Thôi cãi đi, người cầm cái thì có cái cầm chứ. Đây, mà cô bác tối tối nhà quay thực tế đi luồn luồn ghê quá, luồn luồn coi hình như đang nói chuyện gì đó. Có căng thẳng không? Căng thẳng thì mình lưng căng quá thì vui mình qua luôn. Vui thì mình làm tiếp cho vui phải không? Mà nếu mà căng quá mình làm phải cho hết căng, mình làm cho vui lại chứ. Chết cha bị phát hiện rồi không? Thấy cầm dao lên giữ trước đi. Trả lấy tiền. Lấy trái cây lên, bữa nay có cô Thủy, cô bé lên, trời giờ lấy vỗ trái cây ra, mời cả nhà, trời mấy bé nhỏ kìa. Thấy mấy bật kìa, ăn hoài không ạ.
đang quay luôn, đang quay trực tiếp luôn cô Thủy cô bác. Xe chuyển đội hình. Anh quay đây giống nổi luôn á. Rồi đại gia đình mình chào ông bà cô bác luôn. À, tụi con chào ông bà cô bác nè. Chào bà cô bác. Tay lại rồi. Giữa tóc tay rồi. Bắt quả tang ông bà cô bác ơi. Trời ơi, ở đây đang chơi vui ông bà cô bác. Tự nhiên nó vẫn đóng nhào nữa nè. Trời ơi, Khánh có vụ gì không? Anh Khánh nói các cô rồi với gia đình mình biết. Ngày hả? Gì anh? Bây giờ tiết lộ luôn đi ha. Tiết lộ. Biết anh. Tiết lộ xong đi rồi cái gì mình nói đi cô, hai cô mừng xong rồi chút xíu mình ra mình xử này sao mình à, xử sao? Xử sao đi. Thì không có. Dạ không có. Nay nhà có cô Sương gửi tặng thùng quà cho gia đình đó, sẵn bữa nay có hai cô ở đây thôi, bây giờ mời hai cô có gì chung vui cùng với gia đình luôn khu quà. Này là quà chung. Dạ. Rồi bây giờ dạ, hai anh em mình khiêng ra chứ sao? Hay là lên trên mời hai cô lên trên cho sáng. Lấy xe rùa đẩy vô không? Lấy xe rùa. Lấy xe rùa đẩy hai cô vô. Không mời hai cô vô. Vô trong mình rồi. Nói cho vui vui ông bà cô bác hôm nay đi tiếp xúc hoàn cảnh nhiều ông bà thấy cũng tăng tốc. Mấy đứa nhỏ ơi. Rồi mấy tụi con. Đây có quà. Đây có quà, mấy đứa nhỏ nó không biết có quà luôn. Rồi mấy tụi con vỗ tay với tụi con ơi. Vô khu quà này tụi con ơi. Khu quà, khu quà. Không vô hình lên đó đi. Em vô em khiêng em khiêng cái thùng thùng quà ra. Lấy dao vô em ơi, dao vô khui luôn. Đây ngồi đây đi. À. Ngồi đây đi. À, mời cô. Em ngồi đây được không Khánh? Được. Ngồi chỗ này nè. Anh ngồi giữ cô lại đi em. Cô. Anh giữ cô lại. Giữ cô ở chỗ đó lại. Rồi ngồi đây đi cô. Không quay đi để anh dắt đi ha. Rồi, này để dẹp qua đây đi. Khánh ơi, nặng quá anh Khánh ơi. Gì vậy đây? Nặng quá, dinh da không có nổi. Quà nặng lắm hả? Nặng lắm. Trời ơi. Đâu em? Đâu rồi, nè Trang ơi, sao nặng thiệt, nặng dữ vậy? Nặng quá. Trời ơi. Đi đường bên đây ha. Hả? Đi không nổi. Đi hết nổi rồi. Bữa nay bị trục rút rồi, đi không nổi rồi. Này trục rút. Rút cái chân lại cò cứng. Rồi tụi con ngồi thích vô, ngồi vô. Vô vị trí. Vô vị trí đây. Vô ngồi đi em. Xuống là đây. Xuống là kìa. Đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Anh để anh coi gây cho ổn định địa hình để giữ hai cô lại. Ngồi đây. Cô vô cô chụp hết á. Giữ cái sợ cô vô cô chụp hết đúng không? Đâu trời ơi cô. Dành quà nha, 1, 2, 3 dành quà nha. Có ông gần nhà tôi cần Sikula đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà, cô là cần Sikula nha. Hả? Em nghĩ là có Sikula. Có không? Có hả? Thôi tiết lộ ông bà cô bác, đây là phần quà to lớn của đại gia đình của cô Sương. Rất là yêu thương bà con khó khăn là gửi tiền về cho Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn để giúp bà con. Rồi bữa nay là thùng quà thứ hai mà cô Sương với gia đình cô Sương là dành tình cảm gia đình. Thì bây giờ là mẹ với hai cô sẽ phát biểu. Rồi bữa nay có thể là mình ông mẹ cũng ưu tiên cho cô Thủy cô bé mình cắt tem ha. Hôm nay cho mẹ ưu tiên cho hai cô khui. Hai cô ké. Thôi, nói nghe nè, để cô bé vui đi, cô phước công cô chụp hết. Có nhường cho cô đó. Thôi ơi, khỏi đi. Có dặn một tí rồi, thấy xu la lấy luôn. Thôi, ấy thì đặng có gì phải không? Cô Thủy ngồi ở ngoài, cô Thủy chụp trước. Cô Thủy vui, cô bé cô chụp chết. Nó chơi chơi vui. Cô bé là như trong gia đình luôn á. Trong gia đình đó, bà cô bé. Thì bữa nay có phần quà to lớn này của cô Sương thì cô Thủy cảm nhận sao cô? Hồi trước giờ đó là cô Thủy chỉ cô màn hình cho chứ những mạnh thường quân gửi quà cho con thôi. Đây là lần đầu tiên cô Thủy được ngồi đây chứng kiến là có thùng quà và chuẩn bị mở quà. Cô Thủy rất vui, cô Thủy cảm thấy rằng là lòng mình rất là phấn khởi vui mừng. Xin cảm ơn cô gì quên này? Cô Sương. Xin cảm ơn cô Sương. Cô cảm ơn cô Sương rất là nhiều. Chúc cô Sương sức khỏe, lúc nào cũng thật khỏe mạnh.
Một tràng pháo tay cho gia đình cô Sương với cô Thủy luôn. Cô Thủy, cô Thủy là kêu bằng má Thủy không bà cô bác. Tại vì tất cả anh đều làm quen với cô Sương. Tất cả quý Mạnh Thường Quân, tất cả quý khán giả kênh của Phong đều là một gia đình. Rồi bây giờ xin mời hai cô tiến thẳng về lớn. Hai đứa chính ra cho bà. Vỗ tay mà chính ra cho bà nha. Có chân bà chụp bà chạy chúng con đó không? Rồi xin mời hai cô. Rồi mời hai cô. Có su la. Chớp nha. Không ai làm lại tôi đâu. Đây bắt đầu nha. Đây là mình sẽ khui quà. Đây là mình sẽ khui giác dao đầu tiên. Ghê quá. Dạ dạ. Chớp cô Thủy. Có anh cầm nè. Cô cắt sâu. Cắt băng lên vô đó. Tới cô bé. Dạ. Chồng luôn. Để cho cô lấy tay ra con. Để cho bà. Để cho bà con. Rồi hộp quá hả? Chuẩn bị. Chú ơi, bên này không dạ. Vui gì vui lẹ. Chân vô con. Đâu ra sâu. Qua đây là con. Làm lại không? Dạng vàng ơi. Chờ. Một khủng vàng. Một khủng vàng rất bự. Đó, chuẩn bị. Yeah. Rồi, con bỏ qua trong đó. Yeah. Thế nào cũng có dưới luôn. Không có thôi. Cái này là C. Bỏ qua. Dạ. Sao có được. Rồi, để đó. Đó. Rồi để cho bà lấy ra nha con, để cho bà lấy ra. Giờ mấy đứa sẽ xích ra, để cho bà lấy ra. Thằng tụi con xích ra, Cherry xích ra xíu thì con. Tí xích ra tí, xích ra con. Kẹo sô cô la. Kẹo sô cô la. Đây quá trời hạnh phúc rồi. Cái này của con mẹ. Kẹo. Con mắt kính luôn. Rồi lấy đeo vô. Đeo vô, đeo vô. Yeah. 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 Rồi để bà ra mở ra. Bây giờ Phong sẽ xin phép để lấy từng phần ra. Để coi cái gì tên của cô Thủy với cô bé. Tên cô Thủy đâu? Thôi con ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống con, cái kính để đó. Không có tụi con. Đeo để cho ba con đeo vô, ba con lấy quà. Để ba. Cái này mấy mắt kiến này là cô nó để cho mấy đứa nhỏ đúng luôn. Thì em đeo vô đi, em khui. Phải trần cậy. Kính này kính mấy đứa nhỏ đeo vô đi. Mày chắc vài bữa cho mình tổ chức mình đi ảo cầm viên chơi bữa lên chả đeo kính thì lên nhà cô Thủy. Ơi cô bé đeo thử cô em. Để cho bà. Sao đeo ngủ. Trời ơi. Ngồi xuống con. Đeo mà nổi, đeo mẹ. Mẹ đeo mẹ. Này buông đất. Dạ. Dạ. Kẹo. À, để ra đi đeo chống bụi thôi tụi con ngồi xuống đi mà nội. Ngồi xuống. Ừ, rồi. Rồi tiếp tục. Đứa nào cũng không tờ anh có đếm qua bao nhiêu cái mắt kiến. 1 2 3 4. 4 cái. Bữa nay bắt trước. Bữa nay bắt trước mấy đứa nhỏ. Rồi. Bốn đứa nhỏ đây nè, con không có rồi. Bá Tư đeo thử rồi. Bá Tư đeo cái nha. Bá Tư mày. Mày Bá Tư đi con đi lấy cái cây nữa, đi cái non lá. 4 cái. Mày đeo. Rồi, tụi con ngồi nha. Ngồi xuống con, ngồi xuống đi bà nè. Để cho bà lấy đi con. Áo mưa. Áo mưa sắp tới rồi. Những cái áo này là trong nắng trong mưa. Ồ hay mưa là không có bị ướt. Cái này đi quay là. Dạ. Dạ. Cô bé chính xác rồi. Tí nè tí đeo đi con. Tổng cộng là 3 cái áo. Ôi ba cái. Ba hộp. Đây cô bé cầm giùm con nha. Ba hộp áo. Không nên nhớ là cầm giùm tôi nha. Cô Thủy. Ta chấp nhận cầm giùm mà. Đừng lá. Vậy màu quá trời luôn nè. Cái gì đây? Ở trong đây có đôi dạy có cái chai. Ủa? Trong đây nữa Phong. Có chai gì vậy? Có chai này. Chai này chắc vuốt tóc hay gì? Chai này thấy cái. Ngồi xuống con. Hả? Dịch tiếng Anh lên khách. Trời ơi tiếng Anh ngu mà đưa anh dịch. Đây một chai nữa. Palo Santo gì. Hả? Chắc chắc trà cho nó bóng bóng quá. Ông em ơi.
thôi kệ đi, để cho gì sạch. Đây đồ về của Trang. À, ngồi xuống, ngồi xuống. Ê, của vợ. Rồi, đem cầm máy cho. Đem cầm máy cho. Dạ, con. Dạ, cô để con. Dạ, con. Đó. Ê, cô la cái chùa. Mang vô đi. Hai đồ về, hai đồ về ông bà cô bác. Trời. Hả? Đây em cầm máy cho. Cái này là cái máy đo huyết áp. Ủa máy này mà máy đo huyết áp. Đo đo cho mẹ Thủy đi, mẹ mình nè. Mẹ Thủy có bị cao huyết áp khỏi đó. Mẹ Thủy bị chịu đường cũng bị cao huyết áp. Rồi xuống, rồi xuống con. Nhưng mà không có xô la là cao huyết áp. Bây giờ nhìn lên. Rồi đi con. Con nhìn lên con. Để đi đi. Đây cái máy này đo sao anh Khánh? Anh Khánh đây, đây con. À, để dạ. ba đeo cho bà nội coi con. Đo tí. Nè cho anh tí thôi, đeo màu xanh kìa. Có đây giày màu xanh rồi đeo có tí á. Để cho ba mẹ thường xuyên đo tốt. Cái này là lớn lắm con. Dạ. Nhà cô có. Bác cô có cho cô một cả. Đây là kẹo ngậm. Đó, kẹo ngậm đâu. À, để ba, để mọi người lớn con. Đây là bà. Nha. Hãy cầm giùm nha. Ông chút cũng leo rồi lên đây. Cái này chơi lại chứ. Là chai cái này cầm giùm mà sô la sẽ giấu luôn. Kẹo bổ á. Kẹo bổ. Đây là dầu dầu cá. Dầu cá. Rồi, dầu cá. Dầu cá bổ mắt đây. Sô la. Cái hộp này là bà gửi cái đó bà Thủy giữ. Tụi con ra nè con, để cho bà nội ngồi. Ôi có kẹo sô cô la rồi. Trời ơi quá trời quần áo luôn. Wow, cầu được ước thấy. Cầu được ước thấy. Cái này bé ăn chứ người lớn không có ăn. Người lớn ăn, tánh cho hoài. Ơi không có pin hàng gì anh không có thấy, phải gắn pin cho mới xài được. Bên đang bên. Đâu pin đâu ba? Đây đang quay chi tiết cho cô Sương nhìn thấy để quà đủ đầy đủ. Không phải gắn pin, để ba ấy pin sao? Đây, không là cái gì? Là chai dầu gội. À, dầu gội mà giống chai. Không, để anh coi thấy là dầu gội không? Dầu gội thơm có chân tắm. Đây. Wow. Cũng mắm rồi. Men collection. Quần sọt quá trời anh Sách ơi. 1 hả? Quần sọt hả? Quần. Con xin phép con đứng lên. Dạ. Rồi ngon luôn, quần này mát. Quần này mà mặc mắt lạnh luôn á. Ngon lạnh. Để đó đi. Tí mang đôi giày xanh kia kìa. Đây. Đây một hộp sô cô la. Rồi gửi cho cô Thủy. Cầm nha cô Thủy. Thí dụ mà mất là biết cô Thủy giấu nha. Rồi. Cái này muốn cầm giùm này cầm luôn. Cầm giùm đó nha. Tụi con sao nó lấn bà nội dữ vậy? Áo quần đây. À dạ dạ. Khánh. À dạ, dạ. Để em bỏ cái máy này vô, cái máy này quan trọng. Hôm nay nói thật sự tính mua cái máy đo huyết áp mà bữa nay cô Sương có tặng luôn. Đây của anh Khánh. Dạ. Đây chữ ghi nè thì giống cái chai nè. Nè anh Khánh bận cái quần này vô anh Khánh. Không có quần này ông nội thích nè. Không cái quần này anh. Cái quần này chắc Trang mặc. Trang mặc tí cũng được mà. Này đẹp quá ha. Tí mặc cũng được mà. Con để cái máy huyết áp đây nè. Đây Khánh đỡ vô đây con. Đây tí mặc nè. Tụi con ngồi xuống con mấy đứa nhỏ. Áo này Út Trang mặc nè. Trời ơi. Wow. Quá tư nè. Hả? Hai chai này nữa cô Sương ơi. Trời ơi có kẹo trái cây nữa. Tí không vừa. Chai dầu hôm kìa. Chị hai. Chai dầu hôm kìa. Dầu dầu. Vậy là bé này mà. Đây một chai dầu thơm nữa. Ô chai dầu thơm. Áo này sao mà nhỏ à. Đây dầu cô la. Dầu cô la nè mẹ ơi. Dầu cô la cái này cho đi mặc đó chứ. Hai chai dầu cô la. Ngồi xuống con. Rồi ở đây là 4 hộp xì bam. Wow. Lúc mình sẽ ăn liền. Sáng mà sáng mai ăn sáng, sáng mai ăn sáng. Có bánh mì sáng. Có bánh mì. Rồi cho con mặc đi. Đây ba có từng ba mặc cho. Này ra. Rồi ba mặc cho con nha. Ba mặc. Con đem ngược rồi. Này. Đếm rồi đủ 3 hộp. Nè ba mặc cho con mang vô đây nè. Này. Này. Đây. Tháo ra đi con. Hả? Ừ. Đây. Dạ. Đây quá. Đó, đây con mặc ra. Ơi, dưới luôn. Rồi.
nè cô, bây giờ con cô Sương nói là trong gia đình mình hoặc là có cô bác nào mà bận dừa thì cứ tặng à. Cô Thủy với cô bé bận áo vô thử dừa cái nào mà thấy luôn đó. Nhà mặc không có dừa đâu, em mặc cái áo, em mặc lên cái đi, trời mấy đứa kìa. Trời ơi, áo lên xám bận đẹp dữ vậy. Trời ơi, đẹp luôn đó anh. Dạ. Mấy áo này mặc làm lẻ mắt luôn. Thấy thấy lẻ mắt luôn. Nó quá trời đẹp luôn. À, đẹp quá. Quá trời đẹp, quá trời đẹp. Ôi xu đẹp quá cô ơi. Ôi đâu đẹp vậy ta mới xu kìa. Ôi xu đẹp quá. Nè, không có từ cái rồi. Rồi. Có từ cái rồi. Trời ơi. Cũng đẹp quá. Tí không, tí có cái nào không con? Rồi tụi con mặc rồi đeo kính vô coi. Để từ từ. Tí cái này nè tí. Mình đeo ra con. Trời ơi, tí mặc vô tí. Cái này đâu phải con gái đâu, con trai. Trời ơi, chúng bắn quá trời. Vừa ý rồi con. Dạ. Bà vô đi thăm. Hả? Vừa nó giãn mà con hả? Đây mặc tiếp cái đó nữa vô cho đẹp. Có áo thòng, áo thòng ông nội nè mặc được không? Áo thằng này ấy quá. Quá trời dễ thương rồi, coi có cái áo nào con sọt luôn. Đỡ vô nữa là chị tay luôn. Nè mặc áo này lên được không? Không, áo xanh em ấy đi, anh bận đẹp hơn em. Áo xanh rồi, để ra đi. Áo đẹp ghê, bông dạ, bông dạ. Đẹp. Mặc gì sọt nè. Nói chung là người đẹp, mặc gì cũng đẹp. Đó. Trời ơi, quá dữ rồi. Trời cái quần đỏ đẹp vậy. Nè, quần màu đỏ cho ông nó mặc nó đó, nó thích quần màu đỏ. Đúng rồi nè, quần màu đỏ, giày màu đỏ. Dạ. Hay giày bữa đi Vũng Tàu. Đẹp dữ trời. Đó, đúng không? Đúng rồi, vậy bây giờ mình tụt quần nha. Mà cởi quần ra. Kéo kể cẩn thận nha, đừng tụt lên cái chồng. Cô chỗ màu đi, đồ dài luôn. Đẹp luôn á. Cái này có thêm một cái áo cam nữa, đủ bộ. Đủ bộ. Dễ, dễ thương ghê luôn. Đó, thì đấy đó. Ờ, đẹp quá ta. Bông mặt cái gì cũng đẹp, đẹp trai mặt gì cũng đẹp. Cô bé qua bệnh, cô bé qua bệnh làm thủ tục với anh tí luôn. Khánh bận vô đi Khánh. Nè. Nãy giờ mặc đẹp quá. Trời ơi, hàng chi. Rồi, áo là làm như áo này là áo giống như là hợp với anh luôn á sao á, cái gì cũng hợp hết á. Bóp tem luôn. Mai mặc đi làm nha Khánh. Dạ, mai con mặc đi làm xong phải mặc xong mới giặt. Dạ. Rồi. Tí nó mặc áo mắc cười quá. Tí giống cốc chữa quá con. Tí vô, tí, nhưng mà không, áo này chắc mặc mùa mưa á mẹ, cho ấm á. Rồi giờ anh bé lấy ốc chó ra đi. Anh bé nào? Anh Tư. Nãy quên nữa mẹ, lấy cái này mẹ ăn chứ quên. Đi cho mấy mẹ ăn. Quên nãy rồi, để con khui vô cho mẹ. Nãy à. Vậy là cho con biết cái vừa luôn. Hả? Đó thấy không, mang giày vô đúng bài luôn. Ai mua đeo đôi giày nó là đúng bài nha. Chết bà rồi. Dắt rồi hả? Con chơi thô bạo quá. Rồi mấy đứa bận áo vô tí sao không bận vô. Nè, nè mẹ. Vô đi. Cháu đứng. Ốc chó mẹ, cái này ốc chó này ngon lắm á. Nó Út năng chụp hình đó. À, ăn đi mẹ. Dạ chị. Dạ. Không biết ăn ốc chó. Không. Ăn thử đi con. Sương dễ thương quá. Nè nè con thử đi. Sao thứ ba nói con không biết ăn cái này. Nó thử đi con. Má con biết ăn. Má sao? Vậy đó mẹ. Ăn cái này nó ngon. Nè. Sô cô la ra đi bé. Rồi này vậy giấy đó mẹ. Chị ăn được, chị nói thiệt luôn. Lạc. Nó lạc lắm, ăn nó khó ăn quá. Nè mấy ăn. Gãy vậy á. Nhưng mà ăn cái này mắc lắm á. Mà ăn cái này thông minh, nó giống như cái hình nó giống như cái não vậy á.
Ăn này là coi như là thông minh ra nha. Ngồi xuống tụi con, ngồi xuống. Anh là chính đó. Ngon. Cô bé ơi. Dạ, dạ. Nè em. Quá trời đã rồi. Quá trời luôn. Đẹp quá kìa chị ta. Trời ơi thôi. Khỏi cần áo đỏ. Áo màu cam nữa con. Quá đẹp luôn. Cô Thủy, cô Thủy đứng lên đi chụp tấm hình kỷ niệm Thủy. Rồi Trang đi vô gửi cái áo màu cam. Vô ấy đi thử giày đi. Nè đồ nè em, cầm cô Sương. Đây anh. Vô mang giày luôn đi. Anh Khánh, Khánh đứng lên Khánh. Vô anh Khánh ơi. Để anh vô một cái đi, anh cầm máy quay cho. Vô chưa? Vô vậy ba kìa. Vô. Vô tía kìa. Quá đẹp. Tía quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Ê, giỡn con. Giỡn con. Rồi để anh qua anh cầm máy quay cho Trang, Trang vô Trang thử giày đi để luôn. Mấy tí vô. Rồi. Đem cái đó xuống mời ông nội đi con. Vô hang bà chụp đi cho. Thôi em vô thử giày nè. Vô thử giày đi rồi Trang. Cầm cầm cứng quá. Thử giày đi được làm vợ hoàng tử. Đây cái áo này, cái áo mùa mưa nè. À áo này chuẩn bị tới mùa mưa tới là đúng bài luôn. Ông giao giao làm vợ hoàng tử. Hả? Giao nãy giao kìa, sau cái ghế kìa. Lấy giao làm gì đó. Cắt cắt ra. Cái thử áo luôn chị. Mùa mưa đến tới nhị, mùa mưa đến cho. Lấy kẹo sô cô la mẹ lấy la ăn luôn đi mẹ. Hả mẹ? U. Đẹp quá trời luôn. À lên lên cúng, lên cúng quên. Dạ vô. Bé em. Thôi, em lên cúng cái đó đi. Đúng. Áo này mặc mùa mưa ngon luôn á, đúng rồi, chuẩn bị mùa mưa tới á. Quá dữ rồi. Trời cha Trang mà khỏi Trang chân Trang bự quá vậy sao? Mang vớ vô. Vô. Vô ra để khác vô làm vợ. Lấy thử hài nha. Mang áo này mùa mưa. Dạ, áo đẹp nè. Mà tới ba cái được anh Khánh lấy đi mùa mưa nè. À. Đúng rồi, Khánh đi làm xa đó. Dạ. Mua cái ba cái. Dạ con vô. À đúng rồi, anh chín cái. Cái. Ba cái. Cái. Đứng sáng vô, hai vợ chồng đứng sáng vô. Được đó. Được đẹp. Đẹp lắm hả? Đó. Rồi kéo từ trên xuống dưới nè ông bà cô bác. Đó. Quá trời. Dạ. Anh Khánh thích bận màu đen hay màu xám? Anh màu gì cũng được hết. Anh đâu có kén đâu. Có màu nè chị. Màu gì cũng được. Anh ông nội lấy để ông nội đi bữa sáng á. Ờ. Này chống chống nước mà. Dạ. Này của đàn ông mà. Thì đây lấy nước sôi thử coi. Ôi trời. Không cô nói chống nước thiệt. Trời chắc chống nước rồi đó nhưng mà thôi. Sôi luôn đi. Sôi thiệt luôn mà. Hả? Thiệt. Rồi lấy sôi xong rồi tí lấy tay hứng ở dưới. Đâu đâu chế vô cô kêu với thử. Thử à? Chống nước mà để mốt mình chờ mưa mình bẩn. Rồi cũng được. Thử luôn. Sôi cái nước đi chị. Rồi thử nước luôn. Thôi chờ đi ngồi xuống nè. Chống nước. Không thấm đâu. À, áo này không thấm, không trong áo này trong nước mà. Trong nước, trong kiểu mày ơi đừng ấy đầu của em con. Này áo kiểu này giống như giải dù vậy á. À. Giải dù á. Đẹp quá rồi. Này. Áo này nhìn đi ra ngoài thấy cứng cắc lắm. Dạ anh Thấm ra ngoài đây. Nè nè nè. Đi ra đây, ra đây. Tụi con ngồi im đó. Rồi đi xa quá vậy. Hả? Đứng đây nè. Ý là đó. Đấy không vớt, không kể ấy kia. Rồi rồi đó. Ừ nè nè. Nè. Ơi xích vô xích vô. Tôi thu vậy. Cái này hứng nước uống luôn á. Nè nè nè, từng từng luôn nè. Đó. Để tụi con. Mấy tụi con chơi sao thấy? Rồi đúng rồi. Rồi rồi trong nước rồi, ngon luôn. Nửa luôn đi. Rồi vô mé rồi. Trời ơi chúng mánh nó vô cái túi rồi. Rồi rồi vô túi luôn. Trời kỳ này nó không nó lọt vô túi luôn. Nó không có không có. Trời tí đây cũng mặc vô nữa nè. Trời ơi. Nè nó khui ra mặt nè. Trời ơi tí cũng bon chen. Nè nè cô má Thủy ơi. Vô vô. Má Thủy, nè má Thủy. Nó không động lại luôn. Rồi. Nó không động lại luôn nè. Đúng rồi. Quá trời luôn. Trời. Rồi giờ để đeo vô ngoài. Đổ ngoài đi nó ngày chắc bự hơn hả? Cái đó đi mưa là nó đảm là nó bự. Ba mẹ. Vậy cái này sao giặt?
Này đâu cần giặt, này mình đi ngoài mưa là như giặt luôn rồi. Không ướt luôn, bây giờ hết mưa hết nước rồi. Ừ, vậy là thôi, mốt mình mặc xong mình ra mình chắc mình phơi xương đó cô. Không, mình giặt cũng được, mình giặt được với nó không cô. Không giúp miếng nào luôn á. Dạ. Là trúng mánh rồi. Vô mé. Vô mé rồi. Dạ, vậy là vậy nè, chắc cô Sương nói là tặng này cái áo này là mình đi chắc mốt mình đi hổm tường đường đi tới 12 giờ giờ chắc đi 1 2 giờ khuya luôn á. Rồi trong sương. Rồi thôi anh Khánh quay quay lại những cái món quà này cho cô với ông bà cô bác xem cũng mừng gia đình mình. Rồi quá trời luôn đứa nào. Ừ. Con dao để lên. À, lấy cái áo này anh Khánh bận vô luôn. Ừ được rồi, anh đang cầm máy quay, chút xíu đi anh Mạc. Chút xíu anh Mạc. Thôi để tí rồi tí bon chen đó ê mày. Cái nó không sao đâu. Này cầm cho anh Khánh đi em. Ừ dạ em không mang vô. Em mang dội. Ừ, này không để luôn cho cô thấy. Mang luôn đi, mang chút vô ngủ luôn. Thôi. Rồi, Khánh vô đi. À. Anh Khánh cái này màu sáng á. Màu xám hả? Ủa, bé tí kìa. Màu xám để cho ông nội đi. Đúng rồi, màu xám đó. Màu xám để ông nội đi, không một chai à. Không. Màu xám để ông nội, tại ông nội lớn rồi, ông nội đi ngoài đường cho nó dạ quang á, sáng. À, dạ quang hả? Không, ý là cho nó sáng thôi. Dạ, à, anh bận như coi sao. Ông nội ơi. Ông nội ra nhận quà ông nội ơi. Bạn quà con. Ông nội ra nhận quà đó. Ừ. Thì hai cái này cùng size mà. Đúng rồi, phải không? Ừ. Cái này em bự hơn hả? Thế cũng vậy hả? À? Thấy trong nước thấy ngon lành rồi đó. Không cãi, nó rộng rộng trong nước là được rồi. Còn cái này nó mỏng ghê á. Má. Dạ. Mỏng ghê vậy mà nó không có ấy nước. Mỏng lét hả? Mà làm luôn á em, làm luôn đi. Thế vậy đẹp rồi. Không. Vậy ngon rồi. Em mặc cái áo màu xám lên cho cô thấy luôn đi. Em mặc lên cho cô thấy luôn. Xám nhỏ hơn đó em. Ừ. Cái áo này mua mưa. Hồi tí, con làm gì tí, làm việc mình tí. Nó có màu bạc hả? À, ông nội ra nè. Đâu ra cho ông nội lựa luôn, ưu tiên cho ông nội đi. Bây giờ ông nội mặc cái xám đẹp rồi. Mình mở ra. À. Đúng rồi, áo xám nhỏ hơn. Ba ban để con coi màu gì, size gì nè. Anh lợi ít lợi giống nhau à. Nè ba. Áo à. trong cái này trong à. Này trong. Áo này trong đạn luôn nè. Trời mẹ, mẹ còn nói đạn bắn vô lũng liền nữa. Đẹp luôn nha. Trẻ là 10 tuổi luôn á. Cho anh đi suốt cùng thời gian đi trong mưa ông nội khỏi mà áo mưa à. Áo mỏng ghê mà mưa nó không thấm hay thiệt luôn. Không, áo xám nó nhỏ hơn đúng rồi. Kéo lên cho ba. Kéo cho ba lên người với em. Nó chùm lên đó. Này sáng ba dậy ba đi tứ đồ mà. Này. Kéo lên ba. Áo nội mặc đẹp quá trời luôn á. Đó. Con mặc kiến rồi cái. Đâu rồi? Đây. Kìa, kìa trên kìa, trên kìa khỏi khui, trên kìa để ba khỏi khui. Dạ có. Không, cãi đeo đại đó. Tài luôn nha. Con để mất kiếm vô 15 tuổi. Xuống hết cái khóa chưa á. Xuống hết. Ba mặt mà phải quá trời phụ luôn. Bà nội chưa ra tay. Thôi học quá. Bà nội đứng lên. Dạ. Sao quá. Đó, cô, dán đâu cô, vô cô, vô. Anh kéo lên đi anh. Rồi, kéo lên. Kéo mạnh lên. Kéo cái này. Tới cô thấy rồi đơn cô thấy. Ô, cô đẩy con. Đó. Tại cô yếu cái này đúng quá. Sao thì với em? Đâu. Tới bà nội nè, đúng rồi ba làm mẹ làm cho ba đi. Không được, ngon mà nội cũng không được. Chưa vô khớp không quá. Chắc không đúng cái khớp của nó đó. Không nó hơi. Rồi mẹ nhét vô đi. Rồi mẹ nhét vô. Nhét vô tới dưới luôn.
nhét vô đi mẹ, nhét vô, nhét vô. Nhét trong chứ. Cho mẹ nhét trong chứ. Sao ba thẳng vô ba. Đây. Đúng rồi, đây, đây. Mà kia nhà sáng hơn nghèo. Khớp rồi mà, sáng rồi mà mẹ. Rồi sao không sát rồi mà sao không cứng dữ ta? Không phải bị chật mà. Có trời. Ba ngước lên ba, ngước cái mặt lắm đó. Được rồi mẹ, mẹ không lên được hả? Khô, nó hơi khô rồi mẹ. Mình lấy đèn cày á, lấy sát đèn cày á mẹ. Mở ra luôn nữa ha. Rồi đó. Tay vô túi quần. Đó. Rồi dâm thâm, dông thâm tử quá. Đẹp quá trời. Đeo dây cầu á. Rồi mấy đứa rồi nè, chuẩn bị. Vô, 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 ba cất luôn. Luôn dạ mặn luôn đi ba. Ông Thắng bỏ đây luôn đi hả? Có hộp đó ba, ba cất luôn. Dạ, 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 dạ. Ba còn để ba nói bỏ vô hộp mà để dành ba cất nữa thua. Không được. Ba cô bác mấy đứa, mấy đứa lên đây, mấy đứa tụi con lên chào ông bà cô bác nè. Ở đây tụi con rồi mình ngồi xuống luôn đi chứ mình đứng đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống luôn chứ đừng đứng. Ngồi xuống luôn ha. Hả, ngồi xuống đi chứ đứng nè. Rồi vô tụi con ơi. Vô đây, vô đây. Rồi vô mấy đứa, mấy đứa ngồi quay mặt. Rồi quay mặt ra đây con. Quay mặt qua đây. Nói chung là này không phải đợi mùa mưa nữa. Quay mặt qua đây sao ơi. Quay qua này con. Quay qua này con. Tí ngồi đằng sau, ngồi lên xuống, ngồi xuống. Xu ngồi xuống, Xu ngồi xuống. Rồi bữa nay có những món quà to lớn về mẹ. Mẹ thấy sao mẹ? Nãy giờ cái mít đâu ở đây. Dạ. Chờ nãy giờ. Nãy giờ mẹ, cộng mẹ. Mình đâu biết mình đem mít. Vô kia. Vậy, vô kia ông rộn. Cầm lên. Như gì hai ba cái. Ông mẹ cầm đi đâu vậy đó. Cầm nói luôn. Con thì cái con bé mẹ. Phát biểu cầm nghĩ tới gia đình cô Sương đi mẹ. Thôi vậy. Nhìn lắm ảnh kìa mẹ. Hả? Nhìn quá thì có. Mình của mình đó hả? Dạ. Em đeo cho mẹ kìa. Mẹ đeo lên mẹ mới chịu. Mẹ không chịu cầm. Cái này sai cục luôn. Mẹ được rồi, cầm luôn đi tí vậy. Mẹ mới chịu. Cầm. Rồi rồi, rồi, rồi. Giờ hồi hộp quá không biết nói sao. Vui quá. Thôi. À, hồi hộp quá vui quá không biết sao hết. Thôi giờ em cũng xin cảm ơn chị Sương. Dạ em cũng gia đình em cũng thành thật cảm ơn chị và cũng mong cho gia đình chị lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, bình an, gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, em cũng cảm ơn chị nhiều. Dạ vậy thôi chứ giờ biết thôi. Mừng quá không ạ? Mừng quá hay hay vậy chứ. Cô cũng dành cái tình cảm mà đi mua từng món quà vậy nó, dạ. Nó tốn thời gian, tốn công sức rồi tiền bạc nữa. Đi lựa nữa nè, cái này như đây cũng đi lựa. Trong hôm bữa thì cũng có chị Hảo với chị Phùng với cô Tâm Độ với bác Hòn nữa. Nói chung là rất là nhiều cô bác thương mà gửi những món quà này, biết là ở Việt Nam mình không có, gửi về cho mình xài. Thì biết sử dụng á cô Thủy. Cô bác nhiều đây mà gửi về là tốn kém dữ lắm. Tốn lắm á. Rồi tình cảm nữa. Rồi má Thị cũng đại diện gia đình con nói ít câu giúp cho cô Sương ha. Hôm nay nhân tiện xuống đây chơi với nhà Phong Nguyễn và gia đình thứ hai của cô Thủy nha. Hôm nay là em xin cảm ơn gia đình chị Sương. Xin cảm ơn cô Sương rất là nhiều. Đã luôn luôn nó nghĩ đến gia đình và tặng những món quà. Nó rất là hợp lý, hợp tình. Cho nên là đại diện gia đình xin cảm ơn cô Sương rất là nhiều. Chúc cô Sương nhiều sức khỏe. Cô bé á. Rồi tới anh Khánh đại diện anh Khánh. Bây giờ con cũng biết nói gì hơn luôn. Thực sự thì ở nhà rất là vui và hạnh phúc luôn. Và đặc biệt là hôm nay thì cũng được cô Thủy với cô bé xuống chơi mà trùng hợp là được vui hòa gì nữa, niềm vui hạnh phúc càng nhân đôi lên nữa mà cô bác. Rồi sau đây thì Khánh cũng đại diện gia đình cũng cảm ơn cô Sương rất là nhiều đã gửi quà, những món quà rất là ấm áp nghĩa tình luôn. Dạ cũng cảm ơn cô và chúc cô với gia đình lúc nào cũng mạnh khỏe.
bình an, rồi công việc lúc nào cũng thuận lợi hết. Rồi qua đây cũng cảm ơn tất cả những mạnh thường quân, những bà con cô bác đã thương Phong đây, thương Khánh và thương tất cả những thành viên trong gia đình. Thì chúc bà con của mình lúc nào cũng mạnh khỏe hết. Rồi Phong phát biểu đi, chốt cho chân. Cái này quán ơi, bữa nay là dạ, một cái đêm phải nói là rất là hạnh phúc của gia đình. Từng cái phần quà cho dù là nhỏ nhất thì gia đình cũng rất là hạnh phúc khi mà được cái sự quan tâm, sự yêu thương của cô chú anh chị. Giống như chị Kim Chi ấy, cũng là một chị Mỹ Chi ấy, là một bà chị khán giả thôi, rất là dễ thương. Chỉ lột từng cái hộp điều mà gửi về cho gia đình Phong á, mùa Tết chỉ gửi cũng hai lần, ông bà cô bác rất là quý. Chứ cô bác mà thương cho dù phần quà là như thế nào hoặc là cũng là điều đáng quý nhất cô thể chứ cô bé. Thì bữa nay lại may mắn là được cô Sương thì gửi lần thứ hai cho gia đình. Thì đợt vô cũng có cô Tâm Nguyễn nữa, cô Tâm Nguyễn cũng thương gia đình. Thì Phong Nguyễn với Khánh Nguyễn với gia đình cô không biết nói gì hết á. Về hơn bữa nay có lại có hai người cô dễ thương xuống nhà chơi nữa. Thì tất cả quý khán giả mạnh thường quân kênh của Phong Khánh đều là một gia đình hết. Thì mong ông bà cô bác xem chương trình, nếu mà có gì nó thiếu sót hoặc là nó sơ sức một chút á thì ông bà cô bác thương cũng bỏ qua. Thì cảm ơn đại gia đình của cô Sương, chúc gia đình cô và tất cả quý mạnh thường quân thì luôn có nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thuận lợi. Để ba phát biểu cảm nghĩ ông bà cô bác hơi ngắn gọn này thôi được rồi, thôi được rồi. Nhận quà, nhận món quà hơi cấn gơn nãy quên, mừng có quên. Thôi được rồi, cũng lại nói chân thành nhất. Để quên đúng rồi, vô tình quá chứ không có cố ý. Rồi thôi chào mời cô bác, chào mời cô bác nè, mời cô bác ngồi đây, cô bác ở trong video tiếp theo. Trời ơi rồi.